Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Thưa quý vị và các bạn, Ban đoàn kết Công giáo huyện vừa tổ chức đại hội đại biểu những người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 6 nhiệm kỳ 2012-2017. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện đã tới dự và phát biểu ý kiến. Các báo cáo tại đại hội đã nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, Ban đoàn kết Công giáo huyện, các đoàn thể quần chúng nên việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo đã giành được nhiều kết quả phấn khởi. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt đồng bào đã khắc phục khó khăn, vượt qua thiên tai vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với 100% nhà ở của giáo dân được ngói hóa, 80 trên 80 xóm có bà con giáo dân sinh sống đều có đường bê tông kiên cố. Hiện nay trong bà con giáo dân có 14 ô tô vận tải các loại, 18 máy cày đa chức năng, 48 máy xe sát, số hộ khá và giàu năm sau luôn cao hơn năm trước. Phong trào giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm luôn được linh mục và đồng bào thực hiện có hiệu quả. Có 74,1% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 64 trên 80 khu dân cư tiên tiến xuất sắc, 23 trên 80 khu dân cư đạt tiêu chuẩn làng văn hóa. Bên cạnh đó, bà con giáo dân huyện Thanh Chương còn tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, các hoạt động xã hội, các tổ chức xã hội trên cơ sở đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, nêu lên những kinh nghiệm và bài học trong việc thực hiện 10 nội dung của phong trào sống tốt đời đẹp đạo. Đại hội cũng đã nhất trí quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới, đó là phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 1.200 đô la Mỹ, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15-16%, 80% khu dân cư và 85% gia đình đạt khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa, 100% giáo họ và khu dân cư thực hiện tốt quy ước hương ước, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội. Về dự và phát biểu chỉ đạo tại đây, các đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Nguyễn Hữu Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận những thành tích mà Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã giành được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu Ban Đoàn kết Công giáo huyện cần phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do cấp trên phát động, phát huy các nhân tố tích cực, đẩy mạnh công tác phòng chống các tai tệ nạn, nhất là âm mưu lợi dụng tôn giáo để phá rối Đảng và nhà nước, làm tốt công tác phối hợp, tích cực vận động giáo dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cũng tại đại hội này, các đại biểu đã hiệp thương bầu ra Ban Đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu đi dự đại hội ở tỉnh và tặng quà cho các đồng chí là ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo huyện không tham gia khóa mới. Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, có 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khen thưởng. Huyện ủy vừa tổ chức tọa đàm nhân ngày truyền thống các ban của Đảng. Tại đây, các đại biểu đã được ôn lại truyền thống hào hùng của các ban ngành cấp ủy trong quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước, những đóng góp to lớn cũng như tìm ra các giải pháp khắc phục các tồn tại. Về dự và phát biểu tại đây, đồng chí Đặng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng ghi nhận những thành tích mà các ban ngành huyện ủy đã giành được trong thời gian qua, đồng thời mong rằng trong thời gian tới, những thành tích này sẽ tiếp tục được phát huy cao hơn nữa. Các thành viên trong từng ban ngành cần tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xử lý tốt các tình huống xảy ra trong chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh xuất sắc. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của cấp trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Ủy ban nhân dân huyện và công ty cổ phần xây dựng cơ khí mùng 1 tháng 5 vừa tổ chức bàn giao công trình cầu tràn xã Thanh Thủy. Toàn bộ công trình này có tổng mức đầu tư 8,3 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục cầu tràn và 1,7 km đường nhựa nối từ cầu tràn đến tuyến đường liên xã Thanh Thủy. Trong đó cầu tràn có chiều dài 36 m và chiều rộng 7 m qua sông Rổ, có ý nghĩa rất thiết thực đối với giao thông và phát triển của xã miền núi Thanh Thủy và các xã trong vùng. Tại công trường, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đánh giá cao cố gắng của doanh nghiệp và các ban ngành liên quan đã thi công công trình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đồng thời yêu cầu xã Thanh Thủy làm tốt công tác khai thác bảo vệ để khai thác hiệu quả công trình cầu tràn và tuyến đường nhựa vừa mới xây dựng.
Nhân ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi năm nay, vừa qua xã Thanh Lĩnh đã tổ chức ra quân làm giao thông thủy lợi. Trong đợt này, toàn xã phấn đấu đào đắp được gần 40.000 mét khối đất các loại để làm các trục đường giao thông nội đồng. Là đơn vị được huyện chọn làm điểm trong xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Dịp này, địa phương đã được đón nhận trên 1.700 đoàn viên thanh niên của trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 về chung tay góp sức với nhiệm vụ chủ yếu là nạo vét kênh mương trên các cánh đồng, tạo điều kiện tốt nhất cho việc chăm sóc thu hoạch sản phẩm. Được biết, đến thời điểm này, Thanh Lĩnh là địa phương đầu tiên của huyện xây dựng được nhiều tiêu chí về nông thôn mới nhất với 10 trên 19 tiêu chí. Cùng với ra quân làm thủy lợi, Thanh Lĩnh cũng đã tiến hành sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sáng nay ngày 19 tháng 10 năm 2012, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức gặp mặt các chị em phụ nữ đã từng hoạt động công tác hội qua các thời kỳ. Đại diện lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã về dự, chúc mừng chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, ôn lại truyền thống, kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được. Trong nhiều năm qua, các thế hệ lãnh đạo huyện nội không ngừng phấn đấu, hạn chế tồn tại và bám sát mục tiêu nhiệm vụ được giao để tập trung lãnh đạo, nâng cao vị thế hoạt động của tổ chức hội, tích cực đóng góp vì sự nghiệp chung, từng bước đẩy mạnh các phong trào và xây dựng bộ mặt huyện nhà ngày càng đổi mới đi lên. Về dự tặng hoa và chúc mừng chị em, đại diện lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã mong muốn phụ nữ huyện nhà có nhiều cố gắng hơn nữa, kế thừa và phát huy truyền thống của những người đi trước để làm tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2012, Công đoàn cơ quan đảng đoàn thể huyện đã tổ chức gặp mặt chị em nhân kỷ niệm ngày Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ và đầm ấm. Tại đây, cùng với việc ôn lại lịch sử của Hội Phụ nữ Việt Nam, các đại biểu đã chung vui các tiết mục văn nghệ ca ngợi người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành, đồng thời cũng là niềm động viên khuyến khích giúp chị em hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nằm trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chiều nay ngày 19 tháng 10 năm 2012, Công đoàn Tổ nữ công cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức hội thi tiếng hát nữ công đoàn năm 2012. Tham gia hội thi có trên 40 chị em phụ nữ đang công tác tại các ban phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Với thể lệ, thí sinh được tự do chọn tiết mục để phù hợp với sở trường và giọng ca của mình để trình bày. Ngoài ý nghĩa chào mừng 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hội thi còn là dịp để nữ cán bộ cơ quan chính quyền huyện thể hiện năng khiếu văn nghệ cá nhân, đồng thời thông qua đó nhằm khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ công sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và trao quà lưu niệm cho các thí sinh đã tham gia. Chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 2 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, vừa qua Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp với ngành văn hóa tổ chức giải bóng chuyền nữ. Tham gia giải có gần 100 vận động viên đến từ 8 đội: Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Mỹ, Thanh Tiên, Thanh Nho, Thị Trấn, Tổng đội Thanh niên Xung phong 2 và Xí nghiệp Trẻ Hạnh Lâm. Bằng hình thức thi đấu vòng tròn tính điểm, các đội đã thi đấu rất nhiệt tình và phấn khởi, cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu hay, hấp dẫn. Sau 2 ngày thi đấu, giải đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Thị Trấn, giải nhì cho đội Tổng đội Thanh niên Xung phong 2 và đồng giải ba cho các đội Thanh Đức và Cát Văn. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm rèn luyện sức khỏe, xây dựng phong trào bóng chuyền nữ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện thân thể trong cán bộ hội viên. Đồng thời cũng là dịp để các địa phương được giao lưu học hỏi và tăng cường tình đoàn kết lẫn nhau nhân ngày 20 tháng 10. Trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 vừa tổ chức meeting kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 2 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, tổng kết công tác nữ công và sinh hoạt câu lạc bộ kỹ năng sống. Tại đây, các đại biểu đã được ôn lại truyền thống hào hùng bất khuất của phụ nữ Việt Nam trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, những đóng góp to lớn của các thế hệ phụ nữ trong công tác xây dựng mái ấm gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Cùng với sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 cũng không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ để xứng danh với các danh hiệu giỏi việc nước, làm việc nhà. Hiện tại, trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 có 59 nữ cán bộ giáo viên và gần 1.000 nữ sinh. Công tác dạy và học, nữ công của trường thực sự là một tập thể vững mạnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi trường, có 196 em đạt, trong đó có 117 em nữ. Đầu năm học 2012-2013, trường có 5 nữ sinh vinh dự được nhận học bổng Ô Đông Va Lê vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Bên cạnh đó, phong trào thi đua giờ học tốt, tuần học tốt ở các chi đoàn cùng diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ.
Dịp này có 3 giáo viên nhà trường được công đoàn trường đã khen thưởng. 6 nữ sinh được ban chấp hành đoàn trường khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. Cũng nhân dịp này, nhà trường phối hợp với Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ kỹ năng sống. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, trong thời gian qua cùng với việc tổ chức thi đấu thể thao, phụ nữ với phong trào làm giao thông thủy lợi, Hội Phụ nữ thị trấn đã chỉ đạo các tổ khối tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ để chọn ra những tiết mục xuất sắc tham gia đêm giao lưu chung do Hội Phụ nữ thị tổ chức. Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại tại khối 2 thị trấn. Tại các cuộc giao lưu này, ngoài việc ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong suốt 82 năm qua, các chị còn được tham gia nhiều tiết mục văn nghệ, kể chuyện, độc tấu và hài kịch. Tất cả các nội dung đều mang đậm chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Sáng ngày 18 tháng 10, Trung tâm Dân số huyện đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ Nam Nông Dân với việc chăm sóc sức khỏe sinh sản ở xóm 1 xã Thanh Văn. Câu lạc bộ được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2011 với 30 hội viên tham gia sinh hoạt. Tại lễ ra mắt, các hội viên nông dân xã Thanh Văn đã có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới. Qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm của nam giới trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản trong gia đình và thực hiện những hành vi có lợi cho bản thân nhằm góp phần cải thiện sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số. Mỗi cá nhân nam giới cần phải ý thức được rằng sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn và việc chăm sóc sức khỏe sinh sản không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ mà còn là trách nhiệm của nam giới. Đây là hoạt động có hiệu quả thiết thực, phù hợp với các đối tượng nam nông dân, tạo được sức hấp dẫn thực sự đối với các hội viên, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa di sản của quê hương và đất nước, vừa qua ông Trần Trọng Đính ở xóm Trường Minh, xã Thanh Hưng đã giới thiệu với lãnh đạo Bảo tàng Nghệ An và ngành văn hóa huyện về một số tư liệu quý mà ông đang cất giữ, như tư liệu bí mật về cuộc tổng phản công năm 1953, bộ sưu tập các đồng tiền của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, trong đó tờ tiền lâu nhất ra đời từ năm 1953, nồi chế long não có từ năm 1946, bộ dụng cụ y tế, nồi sứ, đĩa sứ, v.v. Sau khi nghe ông Nguyễn Trọng Đính giới thiệu hiện vật, đồng chí Nguyễn Đức Kiếm, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An đã cảm ơn và đề nghị ông Nguyễn Trọng Đính hiến tặng những di sản này cho nhà truyền thống của huyện nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của các di sản đó. Chương trình thời sự tối nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.